Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, let's practice and revise a full TOEIC speaking test together. Alright, let's get started. Chúng ta sẽ bắt đầu với part 1, câu hỏi 1 và 2. Mình sẽ tóm tắt lại cái kinh nghiệm mà mình đúc rút ra mà chúng ta nên làm trong cái thời gian 45 giây chuẩn bị nhé. Với 45 giây chuẩn bị thì bước đầu tiên ấy là mình sẽ không tập trung đọc ngay cái đoạn văn đấy đâu, mà mình sẽ nhìn lướt cả đoạn văn để xem cá nhân mình với vốn từ của mình thì từ nào sẽ là từ khó, và những từ khó đấy thì mình sẽ đọc thử trước 1-2 lần. Như vậy thì vốn từ của mỗi người thì sẽ có thể thấy cái từ khó là khác nhau, đúng không? Nhưng mà giả sử ở đây có thể là cái từ ferries này hơi mới một chút. Ferries là cái phà đấy. Hay từ các cái từ có đuôi t-on, hay cụ thể hơn chính là những cái từ mà có chứa âm này, thì có thể là sẽ khó đối với một số bạn, nên là các bạn có thể tập trung vào condition này. Đó, condition. Hay ở trong đây có mỗi cái từ này là âm sure thôi, mà cái âm, một số những cái âm tương tự cũng khó, đó là rescheduled. 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 Cái từ này ấy, thì đối với một số bạn thì các bạn có thể là bị tâm lý quá, nên khi vừa nhìn thì chúng mình không nhận ra. Nó chỉ là chúng ta có cái tiền tố re ghép vào với cả cái từ scheduled thôi, đúng không? Thì có một số bạn là bạn tưởng đấy là từ mới, nhưng mà không phải. Tiếp theo là từ này cũng có thể là khó này. Đó, status hoặc status. Status, status. Từ này thì có thể không khó với các bạn, nhưng mà mình cũng nghĩ là chúng ta nên tập. Departures. Departures. Và mình phát hiện ra là có một cơ số bạn không phát âm được đúng cái từ số 0. Zero. Nhiều bạn sẽ nói là zero. Tức là cái âm z đầu tiên nó không đúng. Thì thực ra từ zero này nó cũng chả khác gì chúng ta nói cái từ từ vườn thú là từ zoo cả nha các bạn. Zero, zoo. Alright, và nó cũng giống như tiếng Việt các bạn nói cái âm z ở trong từ con dao chẳng hạn. Đấy, tuy nhiên thì ngay ở Việt Nam thôi chúng ta cũng đã có những cái sự khác biệt về vùng miền rồi. Ví dụ những bạn mà ở miền trong thì âm z này các bạn đã không phát âm như vậy chẳng hạn, đúng không? Nên là cái so sánh với tiếng Việt thì nó rất là khó, mà chúng mình sẽ bám vào kỹ thuật phát âm trong bảng phiên âm IPA thì cho nó chuẩn nhá. Đã, bước 1 là mình sẽ xem lướt những cái từ mà mình nghĩ là có thể mình không biết phát âm, hoặc là mình sẽ gặp khó khăn khi phát âm. Và đặc biệt là đối với những từ mà mình đã hoàn toàn không biết rồi ấy, thì các bạn hãy tập trung đoán xem là nó sẽ phát âm như thế nào, trọng âm nó sẽ rơi vào đâu, xong rồi các bạn cứ nói bừa như vậy đi ha. Đằng nào thì mình cũng không biết đúng không? Thì mình đoán để cho có một cái sự chắc chắn ở trong đấy. Sau khi mà mình đã xem lướt những cái từ khó rồi thì mình mới bắt đầu là đọc một lượt cả đoạn. Và khi đọc một lượt cả đoạn thì mình lại phải rất tập trung vào việc là vừa đọc mình phải vừa hiểu này, và mình phải biết là mình sẽ cần phải ngắt ở đâu. Tức là cứ hết một cái cụm từ mà mình thấy đã đủ ý nghĩa để mình hiểu rồi thì mình sẽ ngắt ở chỗ đó. Và đặc biệt là khi ngắt thì ngắt không phải chỉ để cho điệu hay là cho có đâu các bạn nhé, mà ngắt chính là để tạo cho chúng ta cái thời gian trống để chúng ta chuẩn bị cho cái cụm tiếp theo mà chúng ta sẽ đọc. Người nghe họ sẽ, cái thời gian trống đấy thì họ sẽ tiêu thụ cái thông tin chúng ta vừa cung cấp, còn chúng ta là vai đọc thì mình nghỉ để mình nhìn tiếp theo xem là cái cụm sau mình đọc ấy thì có gì khó không, có gì cần chuẩn bị không. Đấy, thế thì thank you, ngắt đúng không? Khi ngắt ấy là mắt của bạn phải đẩy sang phía bên phải để bạn nhìn xem, à bây giờ sau khi ngắt thì mình lại phải đọc tiếp đến đâu thì mình mới được dừng, và trong cái cụm đó thì có gì cần chú ý không nhá. For calling golden fairies, lại được ngắt tiếp, không có gì khó khăn ở trong đấy. Due to the stormy weather condition, có dấu phẩy nên mình sẽ ngắt, đúng không? Some sailings, mình phải ngắt ở đây bởi vì some sailings nó sẽ là cái chủ thể ở trong câu này, cái đối tượng ở trong câu này, tức là nó là chủ ngữ rồi. Đó, mình phải ngắt ở sailings chứ không phải mình đọc đến chữ departing hết dòng mình ngắt thì nó không có nghĩa gì cả. Some sailings mà có đặc điểm là departing from Silver Creek Harbor. Đấy là phần mệnh đề quan hệ rút gọn, đúng không? Hết chữ harbor là mình ngắt, và khi mình ngắt chữ harbor, mình phải nhìn ra đằng sau để mình phát hiện ra rằng ôi giời ơi, đằng sau nó có cái phần liệt kê, các bạn phải rất là nhạy để ý cái đoạn mà phẩy này, or này, nó đang liệt kê. Vậy thì khi mình đọc đến đấy là mình phải lên giọng, đúng không? Mình phải hất cái giọng lên. Have been delayed, cancelled or rescheduled. Thì tác dụng của cái việc ngắt chính là ở cái thời điểm mình ngắt trước đó ấy, mình đã có sự chuẩn bị, được chưa? Để tránh cái việc mà rất nhiều bạn mắc phải, đó là khi các bạn đọc have been delayed, các bạn không nhận ra được cái đoạn này là đoạn liệt kê. Thế là cái từ delayed của bạn
chưa kịp lên giọng. Đến lúc bạn đọc ra từ cancel thì bạn mới chợt nhận ra là ôi tôi chết rồi, liệt kê. Mà lúc đấy thì quay lại sửa cũng rất là rủi ro, bởi vì mình không biết là mình có bị thiếu thời gian không, đúng không ạ? Thế xong rồi mình lại còn run cho những cái câu tiếp theo nữa, và thường là các bạn sẽ không quay lại sửa, và như thế thì cái phần ngữ điệu mà liệt kê của các bạn sẽ không được thể hiện tốt, rất là lãng phí, đúng không? Tiếp nha, thì chúng ta lại ngắt ở đâu nữa? Đến dấu chấm của rescheduled là chúng ta phải ngắt này. If you wish to check the status of our afternoon departures. Đấy, ngắt. Thực ra nếu mà bạn nào tập đọc và cần phải ngắt nó thường xuyên hơn nữa thì bạn có thể dừng ở đằng sau cái từ status cũng được. Please press 0 now là hết rồi. Đấy. Thì những cái chỗ mà mình đánh cái dấu đỏ ấy là DT mình rất là chú ý vào cái đó trong thời gian chuẩn bị. Đấy, mình cần phải biết là mình sẽ đỏ ở đâu, mình sẽ pause ở đâu. Và nếu như mà còn thời gian, tức là cái bước mà mình đi một lượt và để xem là mình cần phải ngắt ở đâu, mình cần phải lên giọng, xuống giọng ở đâu ấy, thì có thể mình sẽ đọc nhẩm nhanh thôi. Và nếu còn thời gian thì mình sẽ đọc lại một lần nữa, một cách hoàn chỉnh. Thank you for calling Golden Ferries. Due to the stormy weather condition, some sailings departing from Silver Creek Harbor have been delayed, cancelled or rescheduled. If you wish to check the status of our afternoon departures, please press 0 now. Đó, thì những bạn nào mà làm vững rồi thì có thể là bạn sẽ nhanh chóng làm được cả 3 bước như mình vừa mới hướng dẫn. Còn có thể có những bạn mà các bạn làm chậm hơn thì bạn sẽ không kịp có một cái lần đọc lại hoàn chỉnh trước khi vào làm bài thi. Nhưng mà không sao cả, bởi vì trước đấy bạn đã có cái sự chuẩn bị rồi, thì đến lúc mà có tín hiệu để bạn đọc ấy, bạn sẽ vẫn có thể làm được tốt thôi. Ok, đó là những lưu ý của mình. Bạn có thể tạm dừng video ở đây để tập luôn cái đoạn này. À, còn một từ nữa mà mình cần phải lưu ý, vì nhiều bạn thế nào cũng sẽ đọc sai, đó là cái từ wish. Cái từ wish các bạn hay đọc là wish, wish hay là wish. Thì cái âm cuối đó, âm cuối, lúc nãy mình có lưu ý là chúng ta để ý âm này đúng không? Đó, mình đã liệt kê thiếu cái từ wish, nó cũng có âm đó, mà các bạn sẽ thường là quên, không thể hiện được cái đuôi này. Rồi, và đến cuối video thì mình sẽ một mình tập lại full cái đề này, cũng như là bấm giờ, thì lúc đó các bạn có thể tập cùng với mình nha. Tiếp nhé, cái đoạn 2. Đoạn 2 này thì mình cũng sẽ làm lần lượt theo 3 bước mà mình vừa mới hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên là sẽ đi một lượt xem có từ gì mà mình thấy sợ, mình thấy khó không này. Weed, à, lúc mà mình mới đọc là mình rất sợ những cái chỗ mà có cái dấu từ viết tắt như thế này. Weed. Tiếp theo là từ này là cái từ vườn cây ăn trái, vườn cây ăn quả. Từ này thì bạn sẽ đọc là orchard. Orchard, tức là cũng dễ đoán thôi, bởi vì chữ CH nó vẫn đọc là âm chờ như bình thường. Thế thì có một cái từ mà trông na ná từ này, đó là từ hoa phong lan. Với cái từ này thì cái chữ CH nó lại đọc là âm k, tức là trong từ hoa phong lan thì sẽ có cái từ em nhỏ ở trong đấy, tức là từ kid, orchid, orchid. Đấy, thì mình giới thiệu luôn để các bạn liên hệ và ghi nhớ nha. Vườn cây ăn trái, thì vườn cây ăn trái tức là có chữ chờ đó, thì tiếng Anh mình cũng vẫn đọc là chữ chờ là orchard, orchard. Còn hoa phong lan nhá, nghĩ đến hoa là nghĩ đến những em nhỏ xinh xắn chẳng hạn thế, nên là các bạn sẽ nhớ là trong đấy nó có từ kid. Rồi, tiếp theo từ khó mà mình nghĩ là mình cần phải tập nữa, đó là cái từ except. Tại sao mình nói là nó khó? Bởi vì là với những cái bạn mà mới học ấy, thì có thể các bạn sẽ hay nhầm lẫn cái từ except này với cả từ expect. Đấy, thế xong là có từ expert. Đó, rồi là excerpt. Excerpt tức là một cái đoạn, một cái trích đoạn, một cái đoạn chúng ta trích ra từ một cái tác phẩm, một cái bài văn, một cái bài luận. Đó, thế thì expect, expect nó là động từ ấy, cho nên nó sẽ nhấn âm tiết số 2. Expert là danh từ chuyên gia. Đó, hoặc là cái tính từ là ở cái tầng trình độ chuyên gia rồi, thì là expert. Trọng âm 1. Excerpt là danh từ một đoạn trích thì cũng là trọng âm 1, đúng không ạ? Và except nha, cái từ mình đang đọc là từ except, except. Từ nữa nhá mà các bạn phải chú ý, đó là cái từ national. Bạn hay đọc nhầm là national, bởi vì danh từ quốc gia thì đúng là nó đọc là nation thật, nhưng mà tính từ thì lại đọc là national cơ ha. Sau đó thì mình rất cần các bạn phải chú ý, có những bạn nào mà đã không sai, những bạn mà đã nói được rồi thì ok, không sao, nhưng mà những bạn mà chưa chắc, chưa vững ấy, thì các bạn rất hay đọc sai từ visitors. Visitors tức là vẫn là cái âm z này. Giống như ở trong cái từ zero nhiều bạn không đọc được ấy, thì cái từ visitors cũng thế. Tức là cái đầu lưỡi của bạn, vị trí nó không đúng của âm z, đó là sát chân răng cửa trên. Visitors, visitors, visitors nhá. T, d của âm t này thì đều được thôi. Visitors, visitors.
Rồi xong rồi mình cũng đã lập rất là nhiều bạn nói không được cái từ thư giãn, đó là relax. Relax thì có hai cái trường phái sai của cái từ này. Trường phái thứ nhất đó là các bạn không có âm cuối, tức là cái phần chữ cái L A X thì chữ X gì ấy, tức là đến khi phát âm ra thì nó sẽ ra là âm S, cho nên mình phải đọc đủ là relax. Thì nhiều bạn chỉ đọc là relax thôi, relax là đấy là cái kiểu sai thứ nhất. Kiểu sai thứ hai đó là các bạn lại hay, đó là các bạn đọc là relax, relax tức là các bạn chỉ đọc L A và S gì thôi, relax. Thì thực ra ấy, đối với các cái từ mà nó có chữ X gì thì thường phiên âm của nó sẽ là chữ K và chữ S, tức là mình phải đọc là relax, relax. Bạn có thấy là đầu tiên mình đọc lách, tức là ở trong cuống họng ấy, mình đã có cái vị trí đặt cuống lưỡi nó giống như là âm K đó, mình chỉ không bật ra thôi, relax nha. Cái điều tương tự nó sẽ xảy ra với các cái từ, ví dụ như là từ cái hộp. Từ cái hộp mình cũng đã gặp rất là nhiều bạn muốn đọc được từ cái hộp thì bạn phải có là box, box chứ không phải là boss, boss. Đấy, nếu bạn bỏ qua âm không đọc, bạn chỉ đọc âm sờ thôi thì nó sẽ ra là vị sếp, đó là boss. Còn cái hộp là box, box. Alright. Mình nghĩ từ khó nữa đó là cái từ baked. Baked thì chúng mình có lại có âm ca đúng không? Baked. Xong thì mình sẽ thêm cái đuôi ed, mà đuôi ed được đọc là âm t. Thế khi mà đằng trước âm k kết hợp với âm t thì bọn mình sẽ không bật cái âm k nữa nhá. Nên bạn chỉ cần đọc là baked, baked, baked là được rồi, không cần phải đọc là baked. Đâu, như vậy thì nó đứt quãng từ của mình ra nha, baked, baked, baked. Thậm chí là có những bạn thì bạn sẽ đọc đầy đủ baked goods, baked goods, baked goods. Còn có những cái người thì họ có thể là cái âm chờ khi mà nó đứng giữa phụ âm k và phụ âm g đó, thì người ta sẽ bỏ qua âm chờ luôn, người ta đọc là baked goods, baked goods, baked goods. Đấy, nhưng mà mình thì mình nghĩ rằng là thôi, bây giờ tôi là người học, tôi cứ đọc đầy đủ như cái từ tôi nhìn thấy, mình không bỏ qua thì cũng vẫn là một cách ok, miễn là bạn đừng có làm cho nó tách rời hai từ quá là xa, có thể gây khó hiểu thôi. Và từ cuối cùng mà các bạn có thể không biết cách đọc nhá, đó là cái từ bánh. Nói chung là các thể loại bánh mà do người ta nhào bột này, nước rồi là bơ hay là các thể loại chất béo khác ấy, thì sẽ gọi chung là pastry. Nhà số nhiều, pastries. Thì các bạn thường là cứ nhìn ở đây các bạn sẽ đoán đọc là pastries. Thì ở đây rất dễ nhớ nhé, chữ A trong bảng chữ cái nó đọc là A, ghép vần vào đây, pastries, pastries. Đấy. Sau khi mà mình đã đọc lướt những cái từ có thể là khó rồi thì sẽ sang bước tiếp theo là lại đọc lướt thêm lần nữa và xác định xem mình cần phải ngắt ở những chỗ nào, đúng không? We'd like to welcome everyone to Orchard Hills Bakery. Chấm câu là phải ngắt. We are now open every day of the week. Vậy thì sau open ấy, mình có thể ngắt một chút, nhưng mà thật là ngắn thôi. Bởi vì nó cần phải đi liền với các cái thời gian mà chúng ta mở cửa, cái cửa tiệm này đúng không? Every day of the week, ngắt. Except for national holidays. Ngắt. We now have a new seating area. Ngắt. Where visitors can relax while enjoying our handmade baked goods, including pies. Nhớ để ý là người ta sẽ lồng ngữ điệu lên cho các đoạn liệt kê, cho nên là mình cứ phải chăm chăm mình tìm xem đâu là cái chỗ người ta đang muốn kiểm tra mình. Pies, cookies and pastries đi xuống. Đó là mình đọc chậm của một lượt tập luyện. Còn mình sẽ bấm giờ và luyện full test vào phần cuối của video nhé. Bây giờ sang cái phần part 2, mô tả tranh. Thì đối với mô tả tranh mình sẽ xem cái đề này nó có hai bức tranh đều là hai người. Alright, thì các bạn có thể nhớ cái mẹo để làm bài một cách hiệu quả. Đó là đi từ bao quát đến chi tiết, đi từ cái chung đến cái nổi bật, cái riêng, cái cụ thể. Do đó là câu câu đầu tiên của mình sẽ thường là mô tả về bức tranh này nó đang chụp cái gì, để người ta có một cái tưởng tượng ban đầu về bức tranh luôn, người ta biết là cái bức tranh này là chụp cái nơi nào luôn ha. Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ nghĩ đến cái từ là street. This picture shows a street này. Thế xong rồi mình bắt đầu đi vào cụ thể hơn đúng không? Và người sẽ thường là cái nhóm đối tượng mà nổi bật nhất trong các bức tranh chúng ta phải mô tả. Ở đây cũng như thế. Đây, hai cái người này. Thế thì mình sẽ tập trung vào hai người này và mình sẽ nói về những điểm mà hai người này giống nhau. Các bạn có thể để ý thấy là từ trong cái phần listening của TOEIC, chúng ta luyện listening, chúng ta để ý cái câu mà người ta ra đề cho mình ấy, các đáp án
thường nó cũng sẽ theo đúng cái kiểu tư duy này, đó là người ta hay lấy những cái điểm nào giống nhau trong nhóm đối tượng để người ta đưa ra làm đáp án, hoặc là một cái điểm nào đấy mà đối tượng rất là nổi bật để người ta đưa ra làm đáp án, và đó chính là gợi ý để mà chúng ta ôn tập. Thì chúng ta nghe lại bài listening là chúng ta cũng đã có tư duy của việc mô tả tranh rồi, chúng ta cũng học được từ vựng cho mô tả tranh rồi. Hai cái bài này có rất là nhiều điểm chung và mình sẽ tận dụng những điểm chung đấy để đưa vào câu trả lời. Ví dụ như là hai bài này cùng mặc váy này. À, thế thì mà váy lại còn cùng một style chứ lại, cùng một kiểu như lúc đấy là đang trend chấm bi đúng không? Thế thì mình sẽ nói là wear a polka dot dress. Cả hai người phụ nữ này thì đều đang mặc một cái chiếc váy chấm bi. Độ tuổi của hai cô này cũng tầm tầm đều là gì? In their 20s. Đúng không ạ? Hoặc là nếu mọi người nghĩ ở phương Tây trông nó già. À xin lỗi. Đúng rồi. Trông nó già dặn. Đó thì là in their 20s. Hay là nếu mà các bạn nghĩ cái cô này là trẻ thôi chứ thực ra là 30 tuổi rồi chẳng hạn. U40 rồi. Thì các bạn sẽ nói là in their 30s. Đó. Ở trong độ tuổi 20 mấy. Ở trong độ tuổi 30 mấy. Tiếp nữa, điểm gì chung của hai cô này vẫn còn rất nhiều. Đấy là đi bộ cạnh nhau ở trên vỉa hè. Đúng không? Walk side by side on the sidewalk. Và nếu như các bạn đã làm chủ được cái từ vựng mà mình vừa cung cấp rồi thì các bạn sẽ bắt đầu có thể nâng cao lên bằng cách là gì? Danh từ sidewalk, các bạn có thể thêm cái từ bổ trợ đứng trước danh từ thì chúng mình thêm tính từ vào nhé. Các bạn nhìn thấy cái phần vỉa hè ở đây nó có điểm gì đặc biệt không? Như vỉa hè mà chúng ta thường thấy thì nó thường hay nhỏ, đúng không ạ? Nhưng mà vỉa hè này rất là rộng thì mình có thể thêm tính từ rộng vào. Thứ hai nữa là vỉa hè này cũng được lát cái gạch ấy. Đấy, thế thì nếu như mà vỉa hè rộng thì chúng mình thêm từ large hoặc là từ wide. Nếu mà vỉa hè được lát gạch thì chúng mình thêm từ paved. Được chưa ạ? Thế thì căn bản nhất là chúng ta đưa cái đoạn này. Thế nếu mà khi chúng ta nghĩ một cái mà ra ngay được cái cụm này rồi thì bắt đầu rèn luyện thêm bằng cách là ghép thêm các cái từ bổ trợ vào. Walking side by side on a paved sidewalk. Hai cô này vẫn còn điểm chung cơ, chưa hết. Cho nên là cái bức tranh này rất là dễ để mô tả. Và các bạn nhớ rằng là chúng ta không cần phải nói tất cả mọi thứ, mà phải cân đối cái thời gian mình có và cân đối cả những cái đối tượng khác ở trong tranh nữa. Hai cô này còn đang carrying shopping bags. Thực ra hai cô ấy còn xách ngoài túi mua sắm thì còn xách cả túi túi gọi là handbag, tức là cái túi xách tay của các cô ấy nữa, nhưng mà mình lựa chọn là thôi, mình chỉ nói thế này thôi. Rồi. Đó là cái điểm mà lưu ý về hai cô này. Thực ra còn có thể rõ hơn, ví dụ như các bạn nói là hai cô này cùng đi dép sắc đan ấy, thế là they are wearing sandals. Thế nhưng thời gian không cho phép nên là chúng ta sẽ cần phải biết điểm dừng và chúng ta phải mô tả những cái đối tượng khác ở trong tranh nữa. Ví dụ như ở đây là các bạn nhìn thấy cái xe đạp này. Mà nhắc đến cái xe đạp thì hai cái từ mà mình phải liên hệ ngay đó là tựa vào đâu, đỗ ở đâu. Đấy là thứ nhất, tức là cái xe thì nó, cái hành động dùng cho nó sẽ là đứng tựa vào hoặc là được người ta đỗ. Thế đứng tựa vào thì các bạn sẽ dùng động từ là lean, có thể dùng on hoặc against. Thói quen của mình sẽ hay dùng on bởi vì phát âm của từ này nó dễ hơn. Và đối với lean thì chúng ta không cần phải sử dụng dạng bị động nhé, mà cái xe tự nó tựa vào. Còn đối với một động từ khác cũng dùng được cho xe đạp, đó là đỗ. Thì đỗ này phải là do cái người lái xe họ làm, hoặc là cái người trông xe, nói chung là người. Cho nên là cái xe nó phải được đỗ nhé, bạn phải chia bị động, to be parked. Và đỗ ở đâu thì bạn phải tự thêm cái cụm giới từ vào. Cái từ park này nó không đi kèm với một từ cố định nào cả, không giống như lean. Đấy, thế thì hai cái từ này nó đã trở thành cái vốn từ cực kỳ sâu đậm của mình khi mà mình nghĩ tới xe đạp rồi. Bạn cũng nên trước hết là trang bị cho mình hai cái từ vựng này đã. Ngoài ra thì xe đạp nó còn hay còn có cái giỏ xe nữa. Từ vựng cái giỏ xe cũng rất là hay xuất hiện, đó là cái basket. Đấy, thế thì khi mà mình mới học là mình đã thực hành là the bicycle is leaning on the gì đó chẳng hạn. Hoặc the bicycle is parked next to the gì đó. Thì mình tập cái câu đó nhiều lần để ghi nhớ cách sử dụng. Và lần sau cứ nhìn thấy cái xe đạp là mình sẽ tự tin đưa một trong hai cái cụm từ này ra. Cụ thể ở trong hình này thì cái xe đạp nó tựa vào đâu? Từ mà chính xác nhất bạn nên dùng đó là cái từ railings nha. The railings. Railings là bất cứ những cái chỗ nào mà nó có cái nhiều những cái thanh chắn song sắt kiểu hàng rào như thế này. Nó có thể là nó có thể là tạo thành cái fence, hàng rào. Nó có thể là ở lan can, cầu thang, ở
lan can ở trên một con tàu hay là ở chỗ cửa sổ, ở chỗ cửa sổ của các bạn có những cái chấn song cửa sổ đấy, thì đều có cái hình dáng như này, là bạn đều sẽ gọi nó là the railings. Alright. Nếu như mà thích đi sâu hơn nữa thì bạn có thể nói về việc là chúng ta nhìn thấy những cái chậu cây đấy treo ở trên cái railings, đúng không? Hanging. Thì những cái chậu cây là một từ vựng mà mình nghĩ là các bạn ôn tập TOEIC nhiều đã hay gặp rồi và đã sử dụng nhiều rồi, đó là potted plants. Alright, I can see several potted plants hanging on the railings. Còn phía bên trái thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bốt điện thoại, đúng không? Bốt điện thoại này thì tiếng Việt gọi là cái bốt ấy. Thì dễ dàng để các bạn nhớ ra cái từ tiếng Anh đó là telephone booth. Alright, a telephone booth. Trong bức tranh này thì như mình đã giới thiệu với các bạn là chúng ta sẽ đi từ bao quát đến chi tiết, đúng không? Và chúng mình đã nêu những cái điểm bao quát, điểm chung, điểm giống nhau của hai câu này rồi. Nhưng vừa rồi mình đã bỏ qua cái đoạn chi tiết nổi bật bởi vì mình thấy là cả hai câu này nó cũng đều na ná nhau hết, và với những cái điểm chung mình nói về hai câu ấy thì đã là quá đủ về nhóm đối tượng người rồi. Mình sẽ không nêu cái điểm gì riêng biệt ra cả. Còn nếu như các bạn không nêu nhiều những điểm chung của hai nhân vật này, bạn chỉ nêu là hai cô mặc váy và cùng đi bộ thôi, sau đó bạn sẽ mô tả điểm nổi bật, thì có thể là cái cô bên phải này sẽ có the woman on the right has shoulder length hair, có tóc dài ngang vai, còn cái the woman on the left thì có has short hair, đúng không? Thì đấy là cái điểm riêng biệt. Ok, tiếp nhá. Với bức tranh số 2 thì mình sẽ bao quát này, bức tranh này chụp cái gì? The picture shows a park or the woods. I'm not sure. Đấy là nếu mà mình thì mình sẽ nói như vậy, tức là mình bảo rằng là cái hình này chụp một cái công viên hay là chụp một cái khu rừng ấy, tôi cũng không chắc nữa. Tôi nhìn thì tôi thấy giống giống vậy thôi. À, mình đưa ra hai cái suy đoán của mình. The picture shows a park or the woods or a forest. I'm not sure. Sau đó thì mình sẽ đi vào nhóm đối tượng, đúng không? Đó là hai người này. Trong hai người này thì mình cũng sẽ tập trung vào điểm nổi bật của điểm chung của họ trước, đấy là cả hai đều mặc đồ thể thao. Đúng không? Đồ thể thao là một cái từ chung chung để nói cả cái áo của họ, cái quần, cái giày của họ. Sportswear. Sportswear là đồ thể thao, và nếu các bạn cảm thấy chữ wear nó lặp rồi thì bạn sẽ đổi thành là cái cụm ấy. Two people in sportswear are standing behind a car, chẳng hạn, đúng không? Là hai người trong trang phục thể thao đang đứng ở phía sau của cái ô tô. Đấy này, còn nếu như mà các bạn muốn cụ thể hơn, các bạn không muốn từ sportswear nó quá là chung chung, thì ở đây cái áo mà hai người này mặc mình nghĩ đến jacket, đúng không? Đầu tiên là bạn có thể dùng cái từ đó là wind proof jacket, là áo áo khoác mà chống gió, áo gió đấy. Còn người ta có một cái từ nữa đó là wind breaker nữa. Với từ wind breaker thì chúng ta breaker nó là danh từ rồi, nên là chúng ta không cần từ jacket. Quần thì mình thấy không có gì nổi bật lắm, và cùng lắm thì mình có thể nói thêm giày là sneakers. À, cái nữa đó là mình có để ý thấy cái phần tay của cô này ấy, là cô ấy đeo găng tay để đi xe đạp, rồi là kính này, rồi là mũ bảo hiểm này, thì đều là những cái đồ để đi đi xe đạp, đúng không? Đó. Thế thì vì đang nói về điểm chung mà mình thấy anh không đeo kính nhá, cho nên mình sẽ không nói kính nữa, mình chỉ nói về mũ bảo hiểm thôi. Mũ bảo hiểm thì sẽ là một từ quen thuộc với các bạn rồi, đúng không? Helmets. Đó, helmets. Nếu mà thích cụ thể hơn thì ở đây sẽ là bike helmets. Bike helmets. Rồi còn găng tay nhá. Nếu như các bạn muốn mô tả điểm riêng biệt của cô này thì cái chỗ này có thể là safety glasses. Đấy là cách dễ nhất để bạn nói là đeo kính bảo hộ và gloves. Ok. Rồi có điểm chung nữa là điểm chung cũng không hẳn là điểm chung, bởi vì bà này bà ấy đứng cạnh xe, còn ông này thì ông ấy lại đang là bê cái xe xuống. Bạn có thể giới thiệu hai người này đều, mỗi người đều có một cái xe đạp. Each one of them has their own bike. Hoặc là ngắn gọn hơn thì chúng mình nói has a bike. Đấy. Và nếu không thì mình sẽ phiên phiến thôi, mình bỏ qua và mình chỉ nêu cái hành động nổi bật của anh này thôi. Mình bảo là the man on the left is taking a bike from the back of the car. Taking a bike from, lấy một cái xe đạp từ cái chỗ nào ra, và từ phía sau của xe ô tô ra, đúng không? From the back of the car. Alright.
Rồi, thế xong rồi nếu như mà sau khi mình đã mô tả hết cái đó rồi thì những cái khung cảnh, những đồ vật xung quanh có không nhiều, nó chỉ có mỗi background thôi. Mình có thể nói về in the background và chúng ta nhìn thấy cây, đúng không ạ? I can see big trees, a lot of big trees. Hoặc là I can see the clear blue sky. Tôi nhìn thấy trời kiểu như là trời trong xanh ấy. Còn nếu không thì sẽ là trời âm u, đúng không? The gray sky. Thế thôi. Đó là những cái từ vựng mà mình thấy là quá đủ cho 30 giây, chắc chắn là thừa cho 30 giây. Quan trọng là chúng ta sắp xếp ý nhé. Câu 5, 6, 7 là câu mà nó hỏi về cái chủ đề là streaming services. Và chủ đề này thì rất là mang tính kiểu như là đương thời, đúng không ạ? Đặc biệt là từ khi mà Covid-19 nổ ra, chúng ta không được đi ra ngoài chẳng hạn, thì chúng ta dùng streaming services rất là nhiều. Các bạn sẽ hiểu streaming services là những cái dịch vụ để mà nó truyền truyền dữ liệu, thường là truyền video, truyền các cái bộ phim, truyền hình ảnh qua internet. Đấy, qua internet, thay vì là chúng ta xem tivi qua cáp ở trên tivi đó, thì bây giờ chúng ta kết nối internet, nó truyền dữ liệu xuống cho mình xem, thì cái đấy gọi là streaming services. Và để cho các bạn cảm thấy dễ hiểu nhất thì cái có lẽ cái streaming service mà chúng ta quen thuộc nhất đó chính là Netflix hay là YouTube. Đấy, thì nói như vậy là các bạn sẽ cảm thấy dễ hiểu, đúng không ạ? Nhưng mà ở Việt Nam thì có thể là ngoài Netflix, ngoài YouTube, chúng ta xem những cái local streaming services, những cái dịch vụ truyền dữ liệu của ở Việt Nam thôi. Giả sử như đài mạng VNPT thì họ có MyTV, đúng không ạ? Hay là chúng ta có FPT Play. Đó thì mình đấy là đấy cũng là những cái hay là Vion, Vion nữa thì bạn có thể đưa vào trong câu trả lời này của mình. Alright, nhưng mà bắt đầu với câu số 5 trước. Câu số 5 là what kind of programs have you recently watched? Những cái loại chương trình nào mà gần đây bạn xem thì chúng ta hãy trang bị cho bản thân một số những cái từ vựng về những loại chương trình mà bạn thích xem. Đó, bạn phải chuẩn bị trước, ví dụ ít nhất là hai hoặc là ba loại nhé. Ví dụ như ở đây thì mình có một số loại mà mình thấy là các bạn học viên của mình thường hay nhắc tới khi trả lời cái kiểu câu này, nên là mình tập hợp vào đây. Nếu là mình thì mình có thể sẽ nói về mình sẽ nói documentaries. I think the documentaries are educational and informative and very useful. Hay chúng ta hay xem phim, đúng không ạ? Những cái phim nào mà là phim kiểu phim giải tập gia đình ấy, chủ đề gia đình ấy, nhẹ nhàng ấy, thì các bạn sẽ gọi là soap operas. Soap operas. Còn cái nào mà là kiểu phim nó có nhiều những cái kịch tính, có nhiều những cú twist, rồi có nhiều những cái biến động ở trong phim á, thì mình sẽ gọi nó là a drama nhá. Bạn có thể dùng là a drama là một cái phim như thế rồi, hoặc là bạn thêm cái chữ series vào để làm rõ là cái phim đấy nó có nhiều tập. Alright, vậy ta có thể nói là a drama hoặc là a drama series, hoặc là những cái shows chúng ta cũng rất là hay xem, ví dụ các reality shows hay là game shows, đúng không? Hay musical and talent shows, tức là những cái chương trình ca nhạc và thi tài năng chẳng hạn. Ví dụ như là thi Việt Nam Idol này, hay là thi Sắc Đẹp này. Đó, thì đây là một số những cái chương trình mà bọn mình được hỏi là what kind of programs là mình sẽ đưa vào nhá. Thì khi mình trả lời mình sẽ đưa khoảng một hoặc là hai chương trình thôi. Nếu như mà đề bài họ chỉ hỏi mình có một câu thôi, nếu như đề bài họ cắt bỏ cái câu thứ hai này đi, thì với cái phần ở trên này mình sẽ giải thích là tại sao mình thích cái show đó. Ví dụ như là I love watching historical programs because they teach me a lot about my country's history and the history of the world. Chẳng hạn như thế mình giải thích thêm tại sao. Còn ở đây thì mình không có thời gian giải thích đâu, mình phải trả lời tiếp đằng sau là which streaming service, đúng không? Bạn có thể chọn những cái tên mà nó đã nổi tiếng toàn cầu rồi, lúc đó thì mình không phải giải thích, giới thiệu cho giám khảo họ biết, bởi vì họ giám khảo là người Mỹ, họ không biết gì về local cả. Còn nếu bạn chọn, ví dụ mình nói là the streaming service that I use most often is my TV, thì mình sẽ phải giải thích cho người ta biết một chút để giới thiệu. It is a popular streaming service in my country and it has a lot of content specific to my country. Specific to my country tức là cái service đấy thì nó mới có nhiều những cái tin tức, những nhiều những cái nội dung mà nó đặc trưng, nó cụ thể của nước mình chứ không phải là chỉ của thế giới chung chung. Đó thì mình sẽ giải thích như vậy, mình giải thích nó popular và nó có những cái local content, nó specific to my country ha. Đối với câu 6 nó hỏi chúng ta how often do you watch TV on TV streaming services,
Thì đối với câu hỏi how often, các bạn phải chú ý, chúng mình phải cung cấp cho họ cái gì? Cái tần suất đó là every day hay là twice a day. Twice a day, sorry, maybe twice a week thì hợp lý đúng không? Every day này, twice a week này, four or five times a week này. Rồi hay là once a week, on the weekend. Đó, chúng mình có một cái thường là một cái con số thống kê ra để cho người ta tưởng tượng ra cái mức độ thường xuyên nha. Who đi, who mình xem với ai? Mình có thể là xem với family, đúng không? Mà chúng tôi gather to watch a good show together, chẳng hạn như vậy. Thường thì chúng mình sẽ nói với family này, with my friends này. Và chúng mình cũng có thể nói là I usually watch shows alone, right? On my own, I prefer some me time. Me time ý là cái thời gian mà có mình tôi thôi, đó dành cho bản thân tôi. Câu số 7, out of recommendations from friends or advertisement. Thì có nhiều bạn bị gặp rắc rối với cái câu này, đó là bạn hiểu nhầm câu hỏi. Các bạn hiểu rằng là ngoài, đó bạn dịch out là ngoài, nên là bạn sẽ bị bối rối khi phải trả lời câu này. Thì thực ra out nó không phải là ngoài đâu, mà là out of, tức là trong. Ok, nói thế nào nhỉ? Không phải ngoài mà là trong. Thế thì hơi hoài nghi về việc học tiếng Anh từ trước đến giờ của chúng ta đấy nhỉ? Đúng, giới từ out là ở bên ngoài và in là ở bên trong, đúng không? Nhưng mà out of cộng với một tập hợp ấy, thì tức là chúng ta đang xét đến các cái đối tượng trong tập hợp đấy. Và cái out of đấy nó hay dùng trong cái câu so sánh nhất ấy. Ví dụ ta nói là out of the three candidates, Mr. Smith is the most promising one. Out of the three candidates, tức là trong cái tập hợp ba người đó, ba người ứng viên đó, thì cái ông Smith là cái ông mà có cái tiềm năng nhất, đúng không ạ? Hứa hẹn nhất. Thế, out of the three candidates, Mr. Smith is the most promising one. Thì câu này cũng như vậy. Người ta đang muốn khoanh vùng cái tập hợp đối tượng mà người ta muốn hỏi các bạn á, là giữa những cái đề xuất từ bạn bè mình với lại những cái quảng cáo, những cái đề xuất từ quảng cáo, thì cái nào nó sẽ có more influence, có cái tác động lớn hơn đến cái lựa chọn của bạn, lựa chọn xem phim gì của bạn, lựa chọn xem chương trình nào. Thế thì mình nghĩ là ở đây mình sẽ cùng các bạn tập trung tìm ý cho cái lựa chọn là Friends, đúng không? Thường là chúng ta sẽ chọn là Friends. Thế thì ta có thể paraphrase cái cụm has more influence một chút. Mình có thể nói là những cái recommendations from friends thì nó có cái tác động mạnh mẽ hơn đến mình, đúng không? Thì thay cái từ more bằng một từ khác thôi. Have stronger influence on me. Ngược lại thì mình có thể dùng cái chủ ngữ là tôi. Tôi sẽ tin tưởng vào, tôi sẽ rely on. I rely on recommendations from friends. Tôi tin tưởng vào tức là nó tác động nhiều đến tôi hơn. I rely on. Bây giờ thì mình phải lựa chọn xong rồi, mình phải giải thích, đúng không? Quan trọng là mình giải thích là tại sao. Với 30 giây thì thường chúng ta nói khoảng 3 đến 4 câu thôi. Thì lý do tại sao mà chúng mình lại nghe những cái gợi ý của bạn mình thì thường sẽ là gì? Là do mình tin bạn mình, hoặc là do bạn mình và mình có sở thích giống nhau. Đấy, nên là chúng ta sẽ nghĩ đến các cái từ vựng như là I trust. Right? I trust my friends more than the advertisements. Thứ hai, đấy là mình nói về việc là bạn mình và mình có chung những cái sở thích về các cái thể loại phim khi mà xem. Thế thì có chung sở thích nhá. Have similar taste. Alright? Khi các bạn muốn nói chữ sở thích, các bạn dùng từ taste. Taste là những cái thứ mà mình like. Alright? We have similar tastes in something. Và cái sở thích trong cái phương diện nào, trong cái lĩnh vực nào bạn lắp vào đây. Cụ thể ở đây là những cái programs mà chúng ta xem, đúng không? We have similar tastes in programs and shows to watch. Ngoài ra thì mình có thể giới thiệu thêm một cái từ nữa mà từ vựng này mình cũng đã từng giới thiệu với các bạn trong cái series những cái từ vựng speaking TOEIC cần phải biết ấy, đó là cụ give it a try. Thì khi mà ai đó recommend cái gì cho mình, nếu mà mình tin họ thì mình sẽ give it a try, đúng không? Thì mình đưa vào đây, mình bảo là I trust my friends, so when my friends recommend a good show for me to watch, I will definitely give it a try. Bạn có thể thấy là trong câu đấy thực ra mình cũng chẳng giải thích ý gì cao siêu cả, mình chỉ diễn giải ra thôi, đúng không? Nhưng mà từ vựng mình đưa vào thì sẽ đủ để làm cho cái câu trả lời đấy nó rất là dễ hiểu. Đó là trust my friends này, recommend something to me và give it a try. Ngoài ra thì mình cũng có thể đá sang, mình nói rằng là tôi không tin tưởng vào các cái advertisements lắm. Nhiều lúc thì trông nó rất là hấp dẫn nhưng mà nó thông tin của nó không được chính xác chẳng hạn như vậy. Thế thì ta có thể đưa các cái từ hấp dẫn vào đây. Thì xong rồi nhưng mà nó lại không được như vậy, đúng không? Some advertisements look attractive, look appealing and look
enticing. Bạn đã quen với từ attractive rồi thì bạn cứ dùng thôi, nhưng bạn có thể học thêm, đó là cái từ enticing, enticing, và cái từ appealing. Đấy, có những cái quảng cáo thì trông nó hấp dẫn như vậy. However, it turns out, hay là the movie, hay là the show turns out not to be very interesting. Turn out to verb tức là hóa ra thì nó lại là như này, hóa ra thì nó lại diễn ra theo hướng như thế kia, nó không đúng như mình tưởng tượng lúc đầu nhá. Some advertisements look very attractive, but the shows turn out to be a disaster. Hoặc là but the shows turn out to be very boring. Đó. Hoặc the shows turn out to fail my expectations. Cái show cuối cùng thì hóa ra nó lại không đáp ứng được, nó lại làm không thỏa mãn được cái mong đợi của mình. Alright. Với câu hỏi 8, 9, 10 của đề này thì chúng mình có một cái schedule. New Employee Training Workshop. Các câu hỏi của phần này mình nghĩ cũng đơn giản, quan trọng là các bạn có nghe được câu hỏi hay không. Thế thì cần phải luyện nghe hàng ngày nha. Where will the workshop take place? Thói quen của mình đó là người ta mà dùng take place thì mình sẽ đổi thành be held và ngược lại để tạo cảm giác là nó không bị lặp lại quá. Còn dĩ nhiên bạn nhắc lại người ta cũng được. Where? Where hả? In the main auditorium. In the main auditorium. And what time will the opening session start? Mình nghe từ opening session thì mình sẽ hiểu nó chính là cái opening speech, đúng không ạ? À, cái phiên mà khai mạc, mở màn cho cái buổi hôm đó. So, the opening session, which is the opening speech, starts at 9:30 a.m. Alright? That's all. It's easy. Cái câu 9 ấy là câu mà mình nghĩ là khó nhất của cái bài này. Bởi vì nếu mà bạn nghe không ổn thì bạn sẽ không trả lời được. Người hỏi thì lại chính là một nhân vật trong đấy, đúng không? My name is Brian Campbell and I was told that my lecture is supposed to be held in the morning. Đấy, thế là mình phải khoanh vùng được Brian Campbell đâu và giờ của ông ấy đâu. Thế xong ông ấy lại hỏi nội dung là will it be a problem if I arrive at 10 a.m. Ok. Thế thì câu này, ông này mà đến lúc 10 a.m. cũng không sao cả, không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì 10:15 thì ông mới phải bắt đầu cơ. So, khi ông ấy hỏi ta là will it be a problem? Mình sẽ trả lời là no, it's not a problem, right? You don't have to worry about that, okay? You don't have to worry about that, it's not gonna be a problem. You can arrive at 10 because your lecture starts at 10:15 a.m. Còn câu 10 là what are all the sessions which are scheduled after the lunch break? Thì cũng không có cái cấu trúc gì khó ở đây cả. Chúng ta nêu, nhớ là nêu bao quát, sẽ có hai sessions sau lunch break đấy. Xong người ta nói thứ nhất là, thứ hai là giới thiệu từng session này. Đối với mỗi session này thì người phụ trách sẽ là cái người này, đúng không? Thì cái workshop nó sẽ được led by người này. Cái question and answer session nó sẽ được led by người kia. Hoặc là thay vì dùng led thì mình có thể dùng conducted để cho nó đỡ lặp từ thôi. Rồi, và kinh nghiệm của mình ấy thì thường là mình sẽ chỉ nói cái giờ bắt đầu thôi, chứ mình không nói giờ kết thúc đâu, bởi vì nó sẽ mất thời gian quá, nó không đủ. Và chỉ cần giờ bắt đầu là cái quan trọng hơn, đúng không ạ? Hơn là giờ kết thúc. Nếu mà còn thời gian thì mình nói kết thúc sau. Alright, và chúng mình đến với câu 11 nhé. Câu 11 ý thì là một cái dạng câu mà cái dạng câu này mình đã gặp một cơ số câu nó nan há nhau rồi. Tức là bạn có nghĩ rằng này, a project leader should have good organizational skills in order to be successful. Tức là nó có một cái kiểu như là một cái điều kiện, sau đó thì nó dẫn tới một cái kết quả. Thì bạn có nghĩ rằng là có điều kiện này thì sẽ dẫn tới kết quả kia không? Cái A nó sẽ dẫn tới cái B không? Thế thì khi mà các bạn gặp cái câu hỏi này, đầu tiên các bạn phải bình tĩnh và phải hiểu rõ người ta muốn hỏi gì mình đã. Tức là bạn phải xác định được, nếu mà mình đồng ý với người ta, mình agree, đó, mình cũng believe giống cái điều người ta nói, thì tức là một project leader có good organizational skills, cần phải có good organizational skills để mà có thể dẫn tới thành công. Cho nên trong đầu mình phải đặt ra câu hỏi là thế nhưng mà good organizational skills tức là như thế nào? Tức là cái gì? Đúng không ạ? Và khi có được cái good organizational skills đấy thì sẽ dẫn tới là cái công việc nó sẽ diễn ra như thế nào? Cái outcome, cái results nó như thế nào? Những cái outcome đấy nó phải khớp
nó phải biểu hiện của successful, đúng không ạ? Hay nói cách khác ấy, thì là khi mình đọc cái đề này xong, mình phải suy nghĩ trong đầu là organizational skills là cái gì và successful nó là cái gì, như thế nào là successful, như thế nào là organizational skills. Thế xong rồi trong bài thì mình sẽ giải thích là với những cái biểu hiện như thế này, đấy là good organizational skills, và nó dẫn tới những cái kết quả như thế kia, mà những cái kia nó lại chính là success. Thì câu trả lời của mình hoàn thành. Cho nên là khi mà trả lời, mình đã tư duy theo cái hướng đó để mình nghĩ ra ý tưởng để trả lời, và cái câu cấu trúc câu trả lời của mình nó cũng như vậy. Mình dĩ nhiên là mình đồng ý rồi. Yes, I do think, I believe that a project leader needs good organizational skills in order to be successful. Thế nhưng mà mình sẽ đưa ra các luận điểm chính là các cái biểu hiện của good organizational skills. Đúng không? Có rất là nhiều, bởi vì thực ra good organizational skills nó bao gồm rất là nhiều thứ ở bên trong. Nhưng mà những cái nổi bật nhất và những cái mà mình dễ có thể nghĩ ra được nhanh chóng nhất đó là gì? Organize được mọi thứ. Đúng không ạ? Và ở đây thì mình nhắc tới là người đó sẽ allocate được các cái resources một cách efficiently. Phải phân bổ, phải sử dụng được tất cả những cái đấy hợp lý. Thì đó là một cái chung chung. Good organizational skills tức là cái người project leader đó phải làm được một số điều như là phải prioritize tasks, tức là ưu tiên, phải biết ưu tiên các nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào quan trọng thì ưu tiên, đúng không? Để từ đó sẽ dẫn tới kết quả là sẽ ensure the most critical work gets done first. Đảm bảo được rằng các cái công việc mà quan trọng thì nó cũng phải được hoàn thành trước, và tránh cho những cái các cái thành viên trong đội bị quên những cái nhiệm vụ quan trọng này, rồi người đấy sẽ đặt ra được các cái deadlines và giúp cho cả đội luôn luôn stay on top of deadlines, nghĩa là luôn 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 biết là lúc nào là deadline và làm được các công việc nó đều kịp hết tất cả những deadline đấy, tức là không bao giờ có chuyện chậm trễ cả, thì là stay on top of deadlines, đúng không? Mình làm chủ nó. Good organizational skills tức là phải có cái này, mà có cái đấy thì sẽ dẫn tới là the project can go smoothly. Tổ chức mà, organize mọi thứ một cách rất là neatly, đúng không? Everything is in order. Thì ở đây, cái everything đó nó nằm trong cái việc planning, lên kế hoạch cho mọi việc. Lên kế hoạch cho mọi việc, ví dụ như là đặt ra các cái mục tiêu cho cả đội này, set goals. Rồi có những mục tiêu to rồi thì sẽ break down là trẻ nhỏ nó ra into smaller and achievable, hay là manageable steps, tức là những cái bước nó nhỏ hơn, nó dễ quản lý, nó dễ đạt được hơn này. Rồi biểu hiện của good organizational skills là phải có detailed plans, là phải có những cái procedures, những cái quy trình rõ ràng, đúng không? Specific procedures và to-do list, timelines, có những cái đấy thì sẽ giúp cho cả đội làm sao? Sẽ giúp cho cả đội luôn luôn not feel overwhelmed này, have a proactive approach, luôn có một cái góc nhìn, một cái cách tiếp cận chủ động. Bất cứ khi nào mà có các cái biến ấy, nó xảy ra. Các cái biến tức là những cái issues mà nó arise unexpectedly. Nó nổi lên một cách bất ngờ. Ok? Đó. Như thế là đã là quá nhiều để cho vào trong bài thi rồi. Nhưng mà mình cứ nghĩ thêm. Bởi vì biết đâu ấy, cái đề này nó sẽ biến thành một đề writing. Mà nếu mà nó là đề writing thì mình sẽ muốn có 3 luận điểm hơn là chỉ có 2 luận điểm thôi. Đúng không ạ? Và một biểu hiện nữa của good organizational skills là mà của người leader nữa. Đó là người đấy phân công công việc rất là khoa học, đúng không ạ? Rất là hợp lý. Thế trong đầu mình sẽ nghĩ tới hai từ khi mà nghĩ tới chuyện phân công nhiệm vụ, đó là động từ assign và hai đó là động từ delegate. Delegate appropriate tasks, giao những cái nhiệm vụ nó phù hợp cho những cái người phù hợp. Đấy, thì appropriate tasks to the right members. Và mình chắc chắn phải đưa cái cụm từ này vào, bởi vì cụm từ này chúng mình dùng nhiều rồi, đúng không? Mình phải khoe ra chứ. Đó là người đó sẽ hiểu và phân công dựa trên cái strengths and weaknesses của các thành viên. Thì khi mà người đó phân công như thế thì mọi người phân công rõ ràng này, có chúng ta có ví dụ như là specific assignments, đúng không mọi người? Đấy, tức là những cái nhiệm vụ nó rất là cụ thể, for everyone, hoặc là every member. Thì every member will know exactly what they need to do, đúng không? Will know their responsibilities đó. Và khi mà giao nhiệm vụ một cách hợp lý như thế thì mọi người sẽ gì? Sẽ thể hiện được cái năng lực của mình, và mọi người sẽ càng ngày càng tiến bộ lên.
Bởi vì mình được như cá gặp nước kiểu như vậy. Và mình sẽ, những cái thành viên họ cũng sẽ tiến bộ lên và họ sẽ đạt được đến cái tiềm năng tối đa của họ. Thì chúng ta có showcase their abilities, tức là thể hiện năng lực ra. Và họ sẽ build được cái skills của họ nhiều hơn over time, qua thời gian nha. Qua thời gian thì họ sẽ build được skills và họ sẽ reach their full potential. All right, this one is missing from my list, so I have to write it down here. Reach their full potential. Đấy, thì đó là cái cách tư duy, cái cách hướng mà mình sẽ trả lời trong bài. Và khi có được những cái biểu hiện đó dẫn tới những cái kết quả đó, thì cuối cùng kết quả chung là gì? Cuối cùng kết quả chung phải là cái projects mà người đấy đang lead ý, nó sẽ được carried out smoothly. Và cả cái team đó, cả cái team, đúng không ạ? Sẽ làm sao gain những cái desired outcomes, đạt được những cái kết quả đúng như mong muốn. Thì đạt được những kết quả như mong muốn diễn ra smoothly thì nó đang đồng nghĩa với cả successful. Vậy thì mình sẽ luyện ngược từ câu 11 trở về phía trước nha, bởi vì chúng ta vừa mới làm câu 11 xong. Mình sẽ bấm giờ để mình tập nói câu 11 luôn. Là do you think that a project leader should have good organizational skills to be successful? All right, I believe that organizational skills are necessary for a project leader to be successful. The main reason is that with good organizational skills, the leader can allocate resources efficiently. In terms of time, he can manage time well when he prioritizes tasks and ensure the most critical work gets done first. That way, his team members will not forget deadlines and keep everything running smoothly. Also, when a leader has good organizational skills, he can make effective planning and set clear and achievable goals for everyone in the team. As a result, the team can achieve desired outcomes. Okay, number 8. The workshop will be held in the main auditorium of Upward Shopping Mall, and the opening session will start at 9:30 a.m. Vừa đủ 15 giây, câu 9. Oh, you don't have to worry about that. Your lecture doesn't start until 10:15 a.m. So you can arrive at 10. It's all right. Mình cảm thấy mình nói cũng hơi hơi loằng ngoằng, nhưng mà cũng đã nêu bật được cái vấn đề mà ông này cần biết rồi. Câu số 10. Sessions after lunch. Oh, let me check the schedule for you. After lunch, there are two sessions. The first one is a workshop on situational leadership led by Melody Parker. It will start at 2 p.m. And the second one is a question and answer session conducted by Deborah Lopez. This session starts at 3:30 p.m. Okay, that's good. I just stayed on top of the time limit, right? Câu này mình đã kiểm soát thời gian tốt hơn, mình không để nó bị sát giờ quá và vẫn đủ được nội dung cần nói. Quay về với câu 5, 6, 7. I recently watched a drama and some comedy shows on TV streaming services, and I most often use Netflix. Chính ra là không có dư giả thời gian gì cho câu 5 đâu. Chỉ nói rất là tối thiểu thôi mà đã hết thời gian rồi. Nên mọi người cứ theo cái kinh nghiệm đó là nếu mà đề bài có hai câu ấy, mọi người cứ trả lời thẳng vào hai câu đấy nhá, không cần dài dòng, bởi vì dài dòng rất có thể sẽ thiếu thời gian. Như mình vừa rồi là suýt soát luôn, đúng không? Câu 6. How often? Watch TV on streaming services maybe 3 or 4 times a week. Mostly, I do it with my family and we have
À không kịp, we have thì đã hết giờ rồi. Mình định nói là we usually have movie night together. Tức là chúng tôi thường có những cái đêm xem phim với nhau ấy, buổi tối xem phim. We have movie nights together. Nhưng mà thôi không kịp vì thôi. Okay, let's do the last one. Well, I will definitely rely on recommendations from friends when I choose a TV show to watch. I trust my friends, and if my friends recommend something good for me, I will definitely give it a try. Oh, that's too quick. 30 giây mình phải nói được nhiều hơn, mình sẽ nói lại. Và mình cũng nhận thấy là câu trả lời vừa rồi thì mình lặp từ definitely, mình cần phải thay bằng từ khác để tránh bị lặp này. Cũng như là mình sẽ diễn giải rõ hơn. So, mình sẽ làm lại câu này. I definitely rely on recommendations from my friends. The main reason is that I trust my friends more than I trust the advertisements. We have similar tastes in TV shows. So if my friend recommends a show to me, I will give it a try. Tốt hơn rồi. Như vậy là mình thêm cái cụm mà have similar tastes vào. We usually like the same shows, đúng không? Đấy, cách diễn đạt đơn giản hơn ấy. We usually like the same shows. Bây giờ sẽ là we have similar tastes in shows. In fashion, in music, những cái khác cũng thế. Thì như vậy là mình tận dụng được thời gian tốt hơn. Done. Bây giờ, tranh. Tranh là cái phần mà mình sợ nhất ở trong test bởi vì mình hay bị lộn xộn các cái ý. The picture shows a park or the woods, I'm not sure. In the middle of the picture, I can see a couple in sportswear standing behind a blue car. They seem to be going cycling because I see the man taking a bike from the back of the car. Oh, mình lại bị nói dài dòng quá rồi mọi người. Nó không được xúc tích cho lắm nên là bị mình phải ngắn gọn lại. Mình sẽ tập lại một lần nữa. The picture shows a park or the woods. In the middle, I can see a couple in sportswear standing with their bicycles. Both of them are wearing helmets. And the man on the left is taking the bike from the back of the car. In the background, I can see big trees. Thời gian cho mình chỉ có thế thôi, mình chỉ nói được như thế thôi. Muốn nói nhiều hơn mình cũng không được phép nữa rồi. Mình hài lòng với câu trả lời này rồi. Câu này nữa. The picture shows a corner of the street. In the middle of the picture, I can see two young women in polka dot dresses. They are walking side by side on a white sidewalk. Both of them are carrying shopping bags. I think they have just gone shopping. On the right, I can see a bike leaning on the railings. And on the left, there is a red telephone booth. Mọi người lại có thể thấy sự dài dòng của mình đã làm cho mình không đủ thời gian. Tức là trước đây thì thi 45 giây của phần tranh á, thì như thế sẽ là đủ đúng không? Nhưng mà bây giờ 30 giây là không đủ rồi nên là phải cắt bớt đi hai cái bà này. Mình sẽ không được nói nhiều nữa, mình phải nói bớt lại. The picture shows a street. In the middle, I can see two young women in polka dot dresses. They are walking side by side and holding shopping bags in their hands. On the right side, there is a bicycle leaning on the railings. And on the left side, I can see a red telephone booth. Tốt rồi. Mình đã tiết chế lại hai cái bà này. Ban đầu là mình rông dài với hai cái women quá, cho nên
không đủ thời gian để nêu những cái điểm nổi bật khác. Tiết chế lại thì tốt hơn đúng không? Ok, bây giờ mình đọc mẫu lại câu 1 và câu 2 để các bạn có thể tham khảo và khi mà các bạn tập ở nhà nhé. Hai câu này thì sẽ có thời gian là 45 giây nhưng mà thường thì đi thi thì mình cũng sẽ chỉ đọc tối đa trong 30 giây thôi là hết rồi. Và mình cũng không đọc nhanh quá dưới 20 giây bởi vì như thế thì sẽ không kiểm soát được cái tốc độ đọc. Mình sẽ nói ở đọc câu 2 trước nhé. We'd like to welcome everyone to the Orchard Hills Bakery. We are now open every day of the week, except for national holidays. We now have a new seating area where visitors can relax while enjoying our handmade baked goods, including pies, cookies, and pastries. That's good. I am satisfied with the response, so I'm moving backwards to the first question. Thank you for calling Golden Fairies. Due to the stormy weather condition, some sailings departing from Silver Creek Harbor have been delayed, canceled, or rescheduled. If you wish to check the status of our afternoon departures, please press 0 now. Ok, mình đọc với một tốc độ khá là chậm. Nhưng mà trong phòng thi mình cũng đọc như vậy. Bởi vì trong phòng thi rất là run và đọc nhanh thì nó dễ bị vấp. Nên là mình cũng đọc như thế này thôi. Các bạn cứ có thể tập và làm như vậy trong phòng thi để giữ cái sự bình tĩnh của mình cũng như là giữ cho cái phong độ của mình được ổn định nhé. That's it. I have successfully finished practicing this full test. What about you? Can you share with me how you feel after this session? I hope that you have been able to learn new words and improve your vocabulary. Goodbye and good luck with your test.